mùa gì mà lại làm em yêu vậy? Baby, baby, em nói từ đầu, baby can you say? Mai thì coi ngày, sau cái ngày nào thì nhà mình đóng con vậy? Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui, sẽ suốt ngày luôn nói không ngừng để anh cười. Nếu em làm như thế trong em có hâm không? Điên 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 lắm, đêm ngày vô nhà thương, đêm ngày vô nhà thương, đêm ngày vô nhà anh để thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Những pha đi bóng tốc độ rất thoáng. Rất chủ động. Tốc độ rất đẹp. Không được. Cơ hội phản công. Không được. Dybala. Vẫn là những tình huống áp sát rất nhanh, rất bình tĩnh. Hợp lý. Tấn công trực diện với khung thành và lần này là một đường trồng khe chứ không phải là một đường bóng dài, bóng bổng hay là ra biên nữa. Quá tuyệt vời với một đường chuyền như vậy, rất đẹp, rất khỏe. Và đẩy bóng lơi dài, tự anh làm khó mình. Không hề dễ một chút nào cả.
Lại thêm một pha đánh chặn cực chuẩn xác nữa. Quá tuyệt vời với một đường chuyền như vậy. Lỗi việt vị rồi. Immobile, Vecino, không được, Alberto, đường chuyền rất hợp lý. Pha đi bóng tốc độ. Dứt điểm. Không được. Rất thoáng. Trận đấu đang được đẩy lên rất cao khi mà cái đội luôn cố gắng đẩy bóng thật nhanh về khung thành đối phương. Pellegrini, Lukaku, Paulo Dybala, dứt điểm. Lỗi rồi. Đây là một tình huống cố định nguy hiểm. Và đây là pha đá phạt cho cầu thủ AS. Dybala vẫn không thể có bàn. Lukaku. Immobile. Cơ hội phản công. Mở biên. Dứt điểm. Rất nguy hiểm. Tất cả đều đã như được lập trình rồi. Để Đăng Anh vào vị trí đúng sở trường. Kéo quả bóng lên ở tốc độ cao nhất. Quan sát để đặt đồng đội vào vị trí thuận lợi nhất. Paulo Dybala. Dybala. Không thành công. Immobile. Rất thoáng. Marusic. Không được. Lỗi rồi. Trọng tài vẫn đang điều khiển chỗ này một cách rất nghiêm đạo. Phản công. Renato Sanchez. Pha bóng hợp lý. Đấy. Dứt điểm. Vào. Tuyệt vời, một tình huống xử lý
quá ấn tượng. Vậy là hiệp đấu đầu tiên đã khép lại. Chúng ta sẽ chờ đợi vài vai xem trận đấu sẽ diễn ra theo chiều hướng như thế nào. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn tạm nghỉ phút. Dứt điểm. Không vào. Chưa thể có được bàn thắng. Dù đó là những tình huống hãm thành thực sự chất lượng đấy. Không được. Vecino. Romagnoli. Vecino. Romagnoli. Vecino. Rất khỏe. Cắt bóng rất hay. Không được. Renato Sanchez. Paulo Dybala. Khá nguy hiểm. Và lao ra hợp lý và kịp thời. Chuyển rất hợp lý. Lukaku. Pellegrini. Lukaku. Pellegrini. Đang là những sự tìm kiếm phương án phát triển bóng lên. Không được. Pellegrini. Paulo Dybala. Dứt điểm. Không vào. Quá đáng tiếc, thực sự là như vậy. Một cú đá để giải quyết tình huống và tránh phản công. Renato Sanchez. Hay quá. Paulo Dybala. Không được. Dứt điểm. Không vào. Đó là một cơ hội thực sự rõ ràng. Rất thoáng. El Shaarawy. Lukaku. Paulo Dybala. Lukaku. Lukaku. Renato Sanchez. Paulo Dybala. Với những cổ động viên thì họ vẫn đang chết lặng. Và bây giờ thì họ thở phào. Thở phào khi mà quả bóng đã rời xa khung thành của họ. Vẫn là những tình huống áp sát rất nhanh. Đó là những tình huống phạm lỗi cần thiết để khiến cho quả bóng không đến gần với khu vực nguy hiểm. Spinazzola. Spinazzola. Phải xử lý nhanh hơn để thực hiện được những tình huống phản công chất lượng hơn. Immobile. Cơ hội rất dứt điểm. Thật là khó tin. Không biết là do hai đã có pha phản lưới nha. Wow, thật sự là wow.
phải nói thật là như vậy. Và bây giờ sẽ là sự điều chỉnh nhân sự. Rất nhiều đường truyền đang được thực hiện. Mất bóng rất nguy hiểm. Spinazzola. Immobile. Spinazzola rất khỏe. Một trận đấu mở của cả đôi bên. Cả hai đều là những sự luân chuyển hợp lý đến từ sơ đồ 4-3-3. Cơ hội phản công. Lukaku. Paulo Dybala. Lukaku dứt điểm. Thật là những tình huống áp sát rất nhanh. Có được dứt điểm. Cú này. Paulo Dybala. Tình huống bóng lót quá tốt. Hơi khó. Nhưng vẫn sao quyền kiểm soát vẫn đang thuộc về các cầu thủ chủ nhà. Spinazzola. Không được. Được pha đi bóng tốc độ. Rất khỏe. Và đúng anh trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu.